Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin chuyển động Đông Bắc ngày 22 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những nội dung đáng chú ý sau. Trung tâm Truyền thông tỉnh giành giải A, giải báo chí quốc gia năm 2022 với loạt phóng sự phát thanh, kiểm soát quyền lực cán bộ, thực tiễn từ địa phương. Bắc Giang đứng thứ hai cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn FDI sau thành phố Hà Nội. Lạng Sơn dành nhiều nguồn lực để xây dựng công viên, tiểu công viên, tạo không gian mở giúp người dân có không gian sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 21 tháng 6 tại Hà Nội, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 được tổ chức đúng ngày kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đến dự lễ trao giải có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022 nhận được sự tham gia của 1.894 tác phẩm gửi về dự giải, đến từ 18 trên 20 liên chi hội, 35 chi hội trực thuộc, 62 trên 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố. Trong đó có 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Qua các vòng chấm giải, đã có 157 tác phẩm báo chí được chọn vào vòng chấm trung khảo. Trong đó có 124 tác phẩm xuất sắc được trao giải báo chí quốc gia lần thứ 17 năm 2022, gồm 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C, 46 giải khuyến khích. Loạt phóng sự phát thanh, kiểm soát quyền lực cán bộ, thực tiễn từ địa phương của nhóm tác giả Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Thúy Linh, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Thị Thanh Tú của Liên chi hội Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc giành giải A. Đây là cái sự ghi nhận và đánh giá của hội đồng giải đối với sự nỗ lực, cố gắng của nhóm tác giả Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Giải báo chí quốc gia là một giải báo chí rất cao quý và rất có ý nghĩa đối với những người làm báo. Và chúng tôi nghĩ rằng là mỗi một người làm báo thì luôn luôn nỗ lực và cố gắng và mong muốn có một lần vinh dự được đứng ở đây, được cầm chiếc cúp này. Qua 17 lần tổ chức, giải báo chí quốc gia đã trở thành đợt sinh hoạt nghiệp vụ thực sự bổ ích, lan tỏa sâu rộng trong giới báo chí, ngày càng khẳng định uy tín và là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của những người làm báo trong nước, thể hiện những đóng góp trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả của người làm báo đối với xã hội, cộng đồng và đất nước. Đặc biệt đối với tỉnh Quảng Ninh, nơi được ví như một Việt Nam thu nhỏ, luôn đổi mới sáng tạo, sôi động với các hoạt động trong phát triển kinh tế xã hội, rất là điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí nói chung và phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh nói riêng có cơ hội để thể hiện khát vọng cống hiến. Các cái giải thưởng báo chí, đặc biệt là giải báo chí quốc gia, là một cái cơ hội rất tốt để các cái cán bộ phóng viên của các cơ quan báo chí thể hiện được những cái năng lực của mình trong việc thể hiện tác phẩm. Cho nên là chúng tôi chỉ đạo tất cả cán bộ phóng viên của trung tâm phải tham gia tất cả các cái giải thưởng báo chí và đặc biệt chú trọng đến các cái giải như là giải báo chí quốc gia, giải Búa Liềm Vàng về xây dựng Đảng và giải Diên Hồng về giải về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Và qua các cuộc thi này thì qua từng năm thì chất lượng các cái tác phẩm báo chí của trung tâm truyền thông đã được nâng lên rất nhiều. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự vui mừng khi giải thưởng báo chí quốc gia ngày càng nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo giới báo chí và công chúng. Các tác phẩm báo chí đã có sự đầu tư nghiêm túc, công phu, nhiều cách thức thể hiện sáng tạo, sinh động, hấp dẫn, thể hiện rõ năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo báo chí. Nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, tính chiến đấu cao, sắc bén, phản biện khoa học, đề xuất giải pháp thiết thực, thông tin tích cực, có sức lan tỏa lay động, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong xã hội. Để xây dựng nền báo chí, truyền thông, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cơ quan báo chí, những người làm báo phải có ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và công chúng về sứ mệnh mà mình gánh vác, tuân thủ những nguyên tắc cơ bản, giữ gìn những giá trị cốt lõi, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhân văn, nêu cao trách nhiệm xã hội, thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, chân thật, tin cậy cho Đảng, nhà nước và nhân dân. Thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ.
Hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ là kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang từ đầu năm đến nay, phần lớn vốn thu hút đầu tư từ các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Toàn tỉnh đã cấp mới 34 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ và gấp 4 lần so với cùng thời điểm năm trước, chiếm gần 10% tổng vốn đầu tư cả nước. Với kết quả này, tỉnh Bắc Giang đứng thứ hai cả nước về kết quả thu hút nguồn vốn FDI sau thành phố Hà Nội. Kết quả tích cực trong thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang nửa đầu năm nay đã phản ánh sự nỗ lực trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ của tỉnh Bắc Giang. Và điều này đã tạo được niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chỉ trong vòng 6 tháng, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần giảm lãi suất điều hành. Tín hiệu về xu hướng giảm mặt bằng lãi suất đã rõ ràng và hướng đến hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh sức hấp thụ vốn đang rất thấp. Chuyên nhập khẩu và phân phối các loại thực phẩm, doanh nghiệp này cho biết đang được nhiều ngân hàng chào mời vay vốn với lãi suất ưu đãi. Doanh nghiệp cũng tính toán cẩn thận, lựa chọn ngân hàng có mức lãi suất thấp, bởi hiện nay tình hình tiêu thụ các sản phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Tình hình chung năm nay thì rất là khó khăn. Ví dụ như thời gian vừa rồi, có những doanh nghiệp rất lớn về sản xuất, họ phải sa thải một loạt các doanh nghiệp. Thì đấy cũng là một cái mà giảm rất nhiều về sức tiêu thụ, về lương thực. 4 lần Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành, tổng mức giảm từ 0,5 đến 2% một năm tùy loại. Trên cơ sở đó, các ngân hàng quyết liệt hơn trong việc giảm lãi vay, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Thế nhưng, sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại. Thì nền kinh tế thì cũng đang còn rất là nhiều khó khăn. Và cái việc mà nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp người dân thì cũng có những cái dấu hiệu là chững lại. Và nếu mà so với tốc độ những năm trước thì hiện là đang có cái việc mà tăng trưởng là nó khá là chậm. Và cái nhu cầu thì cũng có giảm, đặc biệt là đối với các cái nhu cầu sản xuất kinh doanh tại các cái khu đô thị lớn là cũng có dấu hiệu là suy giảm. Việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành được đánh giá là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế. Trong khi thế giới thì một số ngân hàng trung ương vẫn còn tăng lãi suất và họ mới chuẩn bị bắt đầu dừng lại. Tức là chúng ta cũng đã đi trước một bước. Cái này thì tôi nghĩ rằng là thể hiện tính chủ động và linh hoạt trong chính sách tiền tệ của chúng ta. Cái thứ hai là qua đó đã giúp cho mặt bằng lãi suất cả huy động lẫn cho vay giảm tương đối tích cực trong thời gian vừa qua là từ 1 cho đến 2% từ đầu năm đến thời điểm hiện nay. Và qua đó thì cũng đã hỗ trợ một phần khó khăn đối với doanh nghiệp và người dân thời gian vừa qua. Giảm 4 lần trong chưa đầy 4 tháng. Động thái này cho thấy sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, hướng tới mục tiêu hỗ trợ quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian vừa qua. Hà Giang đang đề xuất và xin ý kiến về việc thu phí tham quan Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Có 3 phương án dự kiến mức thu phí là 20, 30, 40.000 đồng một người một đêm đối với người lớn, 15, 20.000 đồng một người một đêm đối với trẻ em. Được công nhận là thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO từ tháng 10 năm 2010, để huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát triển Công viên Địa chất, tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ tổ chức thu phí du khách khi tới tham quan Công viên Địa chất. Nguồn phí này sẽ được phục vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm mới, xây dựng các công trình vệ sinh môi trường. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam trên công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google tăng trưởng ở mức từ 10 đến 25% trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 6, xếp vị trí thứ 7 trên thế giới. Theo đó, top 10 điểm đến tăng trưởng cao nhất trên thế giới gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Croatia, Ấn Độ, Italia, Tây Ban Nha, Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh. Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào nhóm này. Các địa phương của Việt Nam nhận được lượng tìm kiếm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hội An. Bên cạnh đó, có những địa phương đạt mức tăng trưởng rất cao như Quy Nhơn, Hải Phòng, Vũng Tàu, Hạ Long. Lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam thời điểm này đã tăng gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm 2022, thời điểm nước ta vừa mở cửa du lịch. Điều này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ về nhu cầu đi du lịch Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh và thành phố Lạng Sơn đã dành nhiều nguồn lực để xây dựng công viên, tiểu công viên, tạo nên những không gian mở, xanh mát, giúp người dân khu vực đô thị có không gian sinh hoạt cộng đồng, thư giãn, tập luyện thể dục thể thao.
Công viên này có quy mô đầu tư 14,8 tỷ đồng, diện tích gần 1,5 hectare với hệ thống đường dạo, khuôn viên cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, giàn hoa và cổng trời được sắp xếp theo bố cục của cây đàn tính truyền thống, giúp cảnh quan đô thị thêm khoáng đạt, người dân cũng có thêm nơi tập luyện, vui chơi. Tôi thấy công viên này rất là rộng rãi, thoáng mát, phù hợp được cho nhiều lứa tuổi học sinh, sinh viên cho đến các cụ già. Ra đây có thể đi bộ hóng mát, giải trí và có thể là tập luyện với nhau ở đây. Trong cái phần trang trí ở công viên, tôi ấn tượng nhất với những vườn hoa của công viên tại vì có rất nhiều loại hoa và đầy đủ màu sắc, làm cho công viên mình nổi bật sặc sỡ hơn và rất là đẹp. Không còn là bãi đất trống, cây cỏ mọc tự phát, công viên này cũng vừa mới được đầu tư trên 73 tỷ đồng, xây dựng đường dạo quanh hồ, khu vui chơi và thể dục thể thao, hệ thống lan can, hàng rào, điện chiếu sáng, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên và quanh hồ. Bước đầu mình nhìn thấy thì cũng mọi thứ cơ sở vật chất để cho người già trẻ nhỏ chơi là cũng rất là đầy đủ rồi. Còn ví dụ chất lượng công trình thì sau này dùng thì mới biết được. Hiện tại thì như này là quá tốt rồi. Với quỹ đất trong đô thị còn hạn hẹp, việc đầu tư xây dựng công viên, khuôn viên, vườn hoa là những nỗ lực của chính quyền thành phố và quan trọng là sự ủng hộ đồng thuận của người dân. Gần đây thành phố cũng đã hoàn thành một số công trình quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng đô thị. Theo tinh thần nghị quyết 40 ngày 5 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về xây dựng phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thành phố đang tập trung đầu tư các cái cơ sở hạ tầng ở trên địa bàn. Trong đấy thì chúng tôi cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 công viên. Công viên Hồ Phai Loạn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Hai là công viên bờ sông Kỳ Cùng, cái đoạn từ khách sạn Đông Kinh đến cầu Đông Kinh trên địa bàn phường Đông Kinh. Và công viên 15 tháng 6 nằm trong cái khu tái định cư dân cư Nam thành phố trên địa bàn xã Bài Phà. Thì tạo cái khu vui chơi giải trí, rồi là tạo cái điểm thể dục thể thao cho bà con nhân dân ở trên địa bàn, cũng như là du khách mà khi đến với thành phố Lạng Sơn. Nhiều không gian công cộng được hình thành, tạo cảnh quan hài hòa, vườn hoa, cây cảnh giữa các tòa nhà kiến trúc hiện đại, cao tầng. Đây là những nỗ lực của thành phố để xứng tầm là đô thị loại 2, hướng đến đạt một số tiêu chí của đô thị loại 1. Thành phố Lạng Sơn là đô thị thông minh vào năm 2030. Mùa hè là thời điểm nhiều bệnh do virus phát triển, trong đó có viêm não. Trong khoảng một tháng gần đây, số ca viêm não được ghi nhận đã gia tăng, trong đó có không ít ca nặng, thậm chí nguy kịch. Bệnh nhi này vừa nhập viện cuối tuần trước trong tình trạng nguy kịch do viêm não, đã hôn mê, cổ cứng, xuất hiện các cơn co giật gồng cứng, cho thấy hệ thần kinh của trẻ đã bị ảnh hưởng khá nặng. Khi mà có virus nó tấn công vào cái tế bào não, gần như là chắc chắn sẽ để lại cái những cái di chứng. Cái nặng nhất ở trong cái viêm não nó gây ra cái hiện tượng là liệt, bại não. Đấy, và thực ra sau này là cái phát triển về tinh thần và thể chất của đứa trẻ là nó không như bình thường nữa. Theo các bác sĩ, số ca viêm não được ghi nhận trong khoảng một tháng trở lại đây đang gia tăng. Đã có 17 ca phải nhập viện điều trị trong 2 tuần qua. Năm nay, viêm não không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà có xuất hiện khá nhiều ở các trẻ lớn. Là gần đây là những đứa trẻ lớn, 8 đến 10 tuổi rồi cũng bị viêm não. Ngoài cái thời gian tiêm theo chương trình rồi, mình không tiêm nhắc lại cho nên là cũng gặp nhiều những đứa trẻ lớn mà bị viêm não. Viêm não do virus là một trong những bệnh truyền nhiễm do côn trùng phổ biến ở Việt Nam, gây tổn thương não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Điển hình là viêm não Nhật Bản hoặc viêm não do các virus khác như herpes simplex, EBV. Viêm não thứ phát có thể do biến chứng sởi, quai bị, rubella, tay chân miệng chủng EV71. Nhất là có tình trạng sốt và kèm theo đau đầu nhiều. Tình trạng đau đầu thì có thể đau liên tục và đau từng cơn và cái xu hướng đau đầu ngày càng tăng hơn. Kèm theo là một số trẻ nó cảm giác buồn nôn và nôn nhiều lần. Ở một số trẻ có nặng hơn thì có thể nó sẽ kèm theo những tình trạng như co giật này, hoặc tinh thần nó kém đi, là trẻ ngủ nhiều này, ni bì này. Những trường hợp như thế có dấu hiệu bất thường thì mình nên cho bé vào viện để khám.
Để phòng tránh viêm não, theo các bác sĩ, phụ huynh cần hạn chế trẻ bị muỗi đốt do đây là vector truyền virus viêm não chủ yếu từ động vật sang người. Ngoài ra cần tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, nhất là tiêm nhắc lại để củng cố miễn dịch theo khuyến cáo. Với chủ đề Vì một thế giới, một sức khỏe chung, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 đã diễn ra sáng qua tại Chùa Quỳnh Lâm, thị xã Đông Triều, thu hút gần 1.000 người là các vận động viên, yogi đến từ 12 liên đoàn yoga trong và ngoài tỉnh tham dự. Sự kiện do Trung tâm Văn hóa Thể thao Swami Vivekananda, Đại sứ quán Ấn Độ, Sở Văn hóa Thể thao Quảng Ninh và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều phối hợp tổ chức. Sự kiện này là có một tính chất là kết nối tất cả mọi người trên toàn cầu để chúng ta có một cái ý thức để rèn luyện bản thân mình, rèn luyện sức khỏe và mang tính chất rằng là lan tỏa ra cộng đồng. Không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 còn có ý nghĩa đặc biệt trong quảng bá văn hóa du lịch của Quảng Ninh tới đông đảo du khách trong và ngoài nước, tiếp tục xây dựng thương hiệu Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, điểm đến của những sự kiện văn hóa thể thao tầm cỡ quốc tế. Đến nay, Quảng Ninh đã 3 lần hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga. Lần này, Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức tại Chùa Quỳnh Lâm. Tôi cho rằng với một địa điểm đặc biệt như thế này, Ngày Quốc tế Yoga đã kết nối được 2 di sản. Một là di sản của Phật giáo tại Việt Nam và hai là di sản yoga của Ấn Độ. Phật giáo và yoga đã tạo sự kết nối mạnh mẽ giữa hai quốc gia. Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 9 cũng diễn ra giải vô địch đấu trường yoga Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Đây là lần đầu tiên thi đấu yoga đối kháng được tổ chức. Xác định việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng nhiều đề án, kế hoạch bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Lệ Viễn là xã có 70% dân số là đồng bào dân tộc Sán Chỉ, với nhiều loại hình văn hóa phi vật thể gắn liền với đời sống đồng bào. Tuy nhiên, do xã hội phát triển, các giá trị văn hóa này cũng bị mai một và mất dần theo thời gian. Đầu năm nay, địa phương này được hỗ trợ 180 triệu đồng để bảo tồn điệu múa tắc xình và hát dân ca sống gọ. Giờ đây, đều đặn hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ hát sống gọ lại có mặt đông đủ tại đình làng trong trang phục truyền thống, chủ yếu là các bậc cao niên, dù tuổi đã cao nhưng chất giọng vẫn mượt mà, cuốn hút lòng người. Ý là cùng anh, cùng làng, cùng xóm, cùng bờ mành, cùng các ăn nước giếng, thì hôm nào mình cũng được ra đi chơi với nhau, không được xây dựng cũng được ăn chơi cười với nhau. Sơn Động có 30 thành phần dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Mỗi dân tộc lại có những bản sắc văn hóa riêng biệt mà không nơi nào có được. Hàng năm từ các nguồn vốn, địa phương này luôn ưu tiên đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, điểm du lịch cộng đồng, thành lập các tổ đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ truyền thống, phục dựng các nghi lễ, lễ hội để bảo tồn. Cái điệu nhảy tắc xình này nó là tượng trưng để cho ông trời được mưa thuận gió hòa, cây cối thì xanh tươi, ngô lúa thì xanh tốt, thì con người thì được mạnh khỏe, nhà nhà được no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Vậy thì bây giờ chúng tôi là cũng rất là hào hứng với cái lễ hội này, là được các cụ truyền lại, chúng tôi sẽ lưu giữ và lại truyền lại cho con cháu về sau để giữ gìn mãi cái bản sắc văn hóa dân tộc của dân tộc Sán Chỉ. Trong cái thời điểm hiện nay là cũng có cái sự mai một của các văn hóa của đồng bào dân tộc. Do cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa ngoại lai dẫn đến nên là chúng tôi cũng nhận thức được điều đấy, thì huyện ủy, ủy ban dân huyện đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về phát triển bảo tồn lễ hội văn hóa và gắn với du lịch. Thế thì trong năm 2023 thì chúng tôi cũng dành cái nguồn lực rất là lớn và gần 5 tỷ đồng để thực hiện cái nội dung cho cái bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống gắn với du lịch. Và đặc biệt trong năm 2023 này thì chúng tôi sẽ tổ chức vào cái tháng 9 thì sẽ tổ chức cái lễ hội xuống đồng ở cấp quy mô là cấp huyện, tổ chức ở An Lạc để bảo tồn cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, Tày, Nùng. Xác định giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, gắn với phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn với du khách khi đến với địa phương.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Chuyển động Đông Bắc sáng nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.